một cái chuyến hành trình lắp đặt máy cho tơ măng đến tận nơi cho khách hàng. Khi mà mọi người mua những thiết bị bên Farmit thì sẽ được vận chuyển đến tận nơi nè, cũng như là bên mình sẽ đến và hướng dẫn lắp đặt cho mọi người. Hành trình lắp máy cho tơ măng hôm nay khá là dài luôn, bắt đầu từ trời sáng tinh sương làm cho đến trời sập tối luôn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Farmit thiết bị thủy sản. Thì hôm nay mình có chuyến giao hàng đến những ao nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nhằm để cho khách hàng dễ dàng trong việc sử dụng máy cho tôm ăn, thì bên mình có chính sách là vận chuyển đến tận nơi, cũng như là có kỹ thuật đến để hỗ trợ lắp đặt. Đường vô farm nuôi của anh khách thì khá là nhỏ, nên xe bên mình không thể vào được. Do đó thì mình cũng có đề anh khách là anh chạy ra rước tụi em vô giùm. Cũng hên là đường gần, chạy tầm vài trăm mét là tới à. Rồi, đã tới nơi rồi mọi người ơi. Anh kỹ thuật tới trước thì cũng đang cho gáp máy vô. Việc lắp gáp cái máy phun đặt trên mé bờ này thì cũng rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần bắt vài con ốc là xong. Thì mình đang quay gần cái máy thổi khí nên khá là ồn, mọi người thông cảm nha. Giờ mình sẽ ghim cái máy đặt ở ngoài ao. Hên là máy nhẹ chứ máy nặng là đắm đuối luôn. Anh chủ ao thì cũng đang chuẩn bị thức ăn để đổ vào trong máy test luôn. Mình chỉ cần đổ thức ăn vào máy là máy nó tự động cho ăn à, phải ghê. Bây giờ là anh kỹ thuật bắt đầu là cho đổ thức ăn vô máy, xem thử máy sẽ phun thức ăn ra bao xa để đặt lại cái vị trí máy cho phù hợp nhất. Đấy, cái cây oxy thứ hai. Lùi vô trong đây thì được. Thì mình nên đặt máy này ở gần bờ thôi mọi người, làm cái cầu ra khoảng 1 mét là ok nhất. Giải cao này thì anh nên cho làm cái cầu nhá khoảng 1 mét thôi, mình cắt bỏ cái thanh đằng kia. Dòng máy đặt ở mé bờ này thì sẽ có góc phun khoảng 120 độ. Phạm vi phun xa thì từ khoảng 6 mét cho đến 9 mét. Và mọi người có thể dễ dàng điều chỉnh thông qua cái bộ hẹn giờ tự động á. Giờ thì mình đem lên thôi, chờ anh khách làm cái cầu lại mình mới đặt máy cố định được. Mỗi cái máy cho tôm ăn thì bên mình sẽ bao gồm một cái bộ hẹn giờ tự động. Anh kỹ thuật đang hướng dẫn anh khách sử dụng bộ hẹn giờ cũng như là cách đấu nối dây điện vào máy. Cái tiện lợi ở đây là khi mình chỉnh giờ thì máy sẽ tự động cho tôm ăn, mình không cần phải canh thời gian. Cái hộp này thì bên em có làm chống nước á, nhưng mà anh nên kiếm một cái thùng á để đậy lại, để khi mà trời nắng hoặc là trời mưa thì không có bị tạt vô. Về cái chất liệu máy cho tôm ăn đặt ở mé bờ XB50 này thì phần thùng bên mình sẽ làm là nhựa HDPE có sức chứa là 50kg, mình có thể để được 2 bao thức ăn. Phần chân thì bên em sẽ làm là inox 304 để kháng được cái nước mặn cũng như là nước mưa, vì cái máy này mình đặt ở ngoài trời không à. Nhớ lúc trước thì mình cho ăn bằng tay không à, phải canh thời gian này ha. Còn bây giờ thì khỏe à, chỉ cần cài đặt hẹn giờ là máy cho ăn hết trơn à. À, bên này chưa lắp máy thì anh đang cho ăn bằng tay như thế này cũng tương đối cực ha, có máy thì sẽ khỏe hơn. Này đi cầu nhá này coi thử. Mình thảy ngay cái nhá này chi ra. Lúc ăn nó buông ngoài. Chút nữa cũng hết. Ao này diện tích khoảng bao nhiêu chứ? 6. Dạ, ngày 6 mét vuông. Giờ hiện tại là đang nuôi 2 ao hả chú? 3 ao. 3 ao luôn. À, 2 dạ. Ao ngày 6, còn ao tròn. Dạ. 800 dạ. Tôm mình được nhiêu ngày chú ha? 40 ngày. Dạ, 40 ngày. Này mình ra quay cho mọi người xem tôm của anh khách khoảng 40 ngày nè. Tôm. Lay quay cả buổi thì trời cũng sập tối luôn rồi mọi người. Ao anh khách này thì mình cũng giao là một máy đặt ở mé bờ và một máy mình đặt ở trên cầu nhá. Không biết anh ngủ chưa nữa.
Hôm nay đi nhiều quá, tới đây tới hôi luôn. Anh có lấy cái video trên giấy. Tối thì tối chứ bắt đầu cũng phải lắp máy lên để anh khách cho ăn luôn mọi người. Máy này thì sức chứa 30kg, đặt ở trên cầu nhá. Thùng thì cũng làm bằng nhựa HDPE, còn phần chân thì cũng làm lấy nóc 304. Thì mình theo anh đi ra cái cầu nhá để lắp cái máy nè. Trời tối thì quay cũng hơi tối á. Nói chung là cũng không thấy được gì nhiều, mà mọi người cũng gắng xem với mình nha. Bên mình cũng gắng là hỗ trợ khách hàng hết mức luôn, gắng vào sớm hết mức có thể để anh còn cho tôm ăn nữa. Mình ngồi trên cầu nhá thì cũng hơi sợ mọi người, lỡ mà có lọt xuống đây một cái là đắm đuối luôn á. Bộ hàng giờ ở đây thì anh khách đặt ở trong nhà luôn, do đó thì cũng dễ dàng quản lý, dễ dàng chỉnh giờ ha. Sau khi lắp đặt xong thì cũng đổ thức ăn vào để cho tôm ăn. Nếu mà mọi người lựa chọn cái thiết bị thủy sản bên Farmit thì sẽ được vận chuyển đến tận nơi và sẽ có hướng dẫn lắp đặt cho mình luôn. Và để được tư vấn thì mọi người cứ liên hệ số hotline 0899 199 700 hoặc truy cập ngay website farmit.vn. Bên em sẽ hỗ trợ hết mức cho mọi người ha. Và clip đến đây thì cũng xin kết thúc. Em xin cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau.